Thanh Đồng họ Hán, ngày hôm nay nhất tâm chí tưởng, vạn tâm chí thành, tu thiết lễ nghi, nhang hoa đàm sơ lễ mỏng, làm lễ phát tấu, thỉnh Phật mật đảo tuyên kinh, cung nghinh hội đồng thần tam tứ phủ, để thỉnh đức ông ta lại, phái đức ông ta về. Ta độ cho từ giờ trở đi từ chi trở lại, được cao tay bói, được giỏi tay quyết, cứu nhân độ thế, cứu người khổ độ người mê, cứu đâu được đấy, cứu giúp bách gia trong họ. Ta chứng tâm cho các đồng quan bóng thánh, thủ đền thủ điện, các thanh đồng đạo quan bách gia trong họ, dân thôn bản hạt ở tại cửa mẫu nơi đây, được mạnh khỏe bình an, nhà nào lộc đấy, đi tươi về tốt. 好